chương trình cốt yếu đố để cho người ta lấy tiền chứ sao mà đố để cho người ta không lấy tiền vậy trời. Mà chị có muốn lấy không? Muốn chứ. Muốn lấy gì? Em hỏi chị muốn lấy gì? Lấy em hả? Lấy em hả? Không. Ý hỏi là muốn lấy phần thưởng của chương trình hay không? Muốn. Đôi khi nó vụt qua trong thời điểm nào đó mà chúng ta không thấy. Nên nhắc Buka là đừng để nhiều thứ nó vụt qua. Phải giữ lại đồ hả? Ý chị là cái kiểu giống như là mình vừa nói rồi vừa thôi đi. Kiểu là sao mà sao chị không chụp? Ý là nói bên đây thì mình phải chụp bên đây cho thuận cái tay á, hiểu không? Kiểu mà mình làm cho người ta gọi là gì đó, diễn hả? À, thực hành. Kiểu mình vừa học vừa hành á. Bé tự nói mà tự sự luôn á. Sao chị chụp nhiều quá?